Những đoạn lan can sắt cũ của Hồ Tây với tuổi đời khá lâu được lắp đặt từ năm 2004 hiện đã xuống cấp và hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người dân. Và đây là lan can mới được thay thế với thiết kế hiện đại có chiều cao 1,1m bằng thép đúc sẵn sơn tĩnh điện, sơn màu trắng, chắc chắn, không có trụ bê tông và được uốn cong thẩm mỹ. Ngày nào cũng đi tập thể dục quanh Hồ Tây, ông Nguyễn Quang Sáng cho rằng việc thay thế lan can mới là cần thiết bởi lan can cũ đã hỏng, gây diện mạo xấu và nhất là không đảm bảo an toàn cho người qua lại ở đây. Hiện nay phần lớn tuyến lan can ven Hồ Tây ở phố Trích Xài, Nguyễn Đình Thi đã hoàn thành. Không chỉ thay mới lan can, các đơn vị chức năng cũng tiến hành kết hợp chỉnh trang, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp. Dự án vẫn đang tiếp tục được triển khai đến điểm cuối là đường Thanh Niên. Những khu vực đã dỡ bỏ lan can cũ nhưng chưa kịp thi công đều được trăng dây rào chắn tạm thời nhằm cảnh báo người dân hạn chế qua lại ven hồ. Một trong những mục tiêu hướng tới của việc thay lan can Hồ Tây khu vực Nguyễn Đình Thi, Trích Xài, theo Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ là đảm bảo an toàn cho người dân đi dạo ven hồ, cùng với đó đảm bảo văn minh đô thị, tránh nhếch nhác xuống cấp. Các khu vực lan can Hồ Tây khác, đặc biệt tại khu vực đường Thanh Niên hay những đoạn lan can đúc bằng gang có biểu tượng Khuê Văn Các sẽ được giữ nguyên. Thời gian tới, quận cũng sẽ lập kế hoạch tổng thể quản lý, duy tu, bảo vệ hệ thống lan can ven Hồ Tây. Theo kế hoạch, hơn 2 km lan can quanh bờ Hồ Tây sẽ được hoàn thành thay thế mới trong tháng 12 năm 2022 và trong một vài năm tới sẽ thay thế toàn bộ hệ thống lan can cũ. Việc chỉnh trang cải tạo khu vực ven hồ đã cho thấy những nỗ lực của chính quyền quận Tây Hồ trong việc bảo vệ lá phổi của thủ đô, tạo điểm nhấn về cảnh quan và du lịch của thủ đô.